Xin được hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tử vi học có nói mỗi con người, mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã được sống phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng mà cũng có những mệnh chủ luôn gặp trắc trở trong cuộc sống và phải bước vào trung vận thì họ mới có cơ may để giàu có lên. Kính thưa quý vị, xem tử vi cho những tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Trong tháng 7 âm lịch này, việc xem tử vi đầu tháng 7 là một việc rất quan trọng trong cuộc sống. Đó là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 7 có thể thu được những kinh nghiệm quý giá về vận khí trong tương lai. Thông qua những luận giải tử vi chính xác, chi tiết sẽ giúp bạn có được những hành động cụ thể phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Chẳng hạn như nếu mà mình đang gặp may mắn phát đạt thì chúng ta nên cố gắng nỗ lực để thu được thành quả lớn hơn. Và nếu gặp mạo hiểm trắc trở thì không nên đầu tư làm việc một cách mù quáng trong tháng 7 âm lịch này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần luận giải chi tiết tử vi cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 7 âm lịch này. Qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho tất cả quý vị và các bạn thấy được vận mệnh của mình trong tháng 7 này. Từ đó quý vị sẽ có được những bước đi đúng đắn để có thể thâu thu tài lộc và may mắn về với mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được thông tin đó là thầy Gia Cát cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải về tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng 7 này, về những vận hạn xui xẻo bùa vây khiến cho cuộc sống của tất cả quý vị đi vào bế tắc. Nào, còn bây giờ thì mình sẽ cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 mệnh lộ bàng thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, dễ làm phật lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư, nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh của những người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của con giáp này vô cùng rộng mở. Do tính cách của những người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng gì có thể khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ họ bận tâm. Trong tháng 7 âm lịch, vận thế của những người tuổi Canh Ngọ bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó được với mọi biến động có thể xảy đến, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến với sự nghiệp của con giáp này. Vì thế tránh để những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần phải thay đổi những tật xấu của mình. Học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa, vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên cần biết giữ mình nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết bất khí, nên trong tháng này các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng này cho thấy cơ hội phát triển sự nghiệp của gia chủ có dấu hiệu tăng lên. Bạn được giao nhiều trọng trách, nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở. Lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của bạn nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác, nếu không dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được bước đột phá so với đồng nghiệp.
Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ. Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối diện với mọi vấn đề. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài vận trong tháng ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới, nhưng lợi nhuận tính về lâu về dài. Nên dù hiện tại chưa thu hoạch được như mong muốn, bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm, hãy cứ chờ đợi rồi bạn sẽ thu về xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để tăng thêm thu nhập. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe, dù có cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa, sẽ được chữa trị kịp thời. Tất nhiên, bạn cũng cần chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những người làm văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu đau mỏi cơ, vai gáy, cần thường xuyên vận động nhẹ và tập các môn thể thao như yoga, đi bộ, chạy bộ. Những gia chủ tuổi Canh Ngọ chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình. Các quý vị gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Dù không được đào hoa chiếu mệnh, nhưng đường tình duyên của gia chủ vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc được đảm bảo. Nữ mệnh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình, sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn so với ở trước kia và các mối quan hệ lúc này được mở rộng. Đây chính là lúc bạn cần chủ động và mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc của mình nếu cảm thấy có thiện cảm với ai đó. Nam mệnh cũng cần phải chú ý, chủ động, chứng tỏ thành ý của mình nhiều hơn. Người đã có gia đình biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng cùng chăm lo và nuôi dạy con cái, không khí gia đình đầm ấm, hòa hợp. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022, kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Canh Ngọ trong tháng 7 âm lịch sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp sát Mậu Tý, có nạp âm phích lịch hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Tý, có nạp âm Bích Thượng Thổ.
Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai trong chúng ta cũng đều có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.